ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục. Nam Anh kính mời quý vị theo dõi phần 2 tìm hiểu về Phật Đản với Thanh Trúc. Chương trình Chào Washington với Thanh Trúc kính chào quý vị, và bây giờ là tiếp tục phần 2 của cái buổi nói chuyện với thầy Thích Từ Trung đến từ trường Niết Bàn. Thưa thầy Thích Từ Trung, thầy đã nói về cái Vesak, thầy đã nói về lễ Phật Đản cho đến nay là Phật lịch 2563 đó. Thưa thầy, thì cái ý nghĩa trọng đại mà mỗi một người con Phật cần phải biết, nhất là những đứa nhỏ đó, khi mà nó được học hỏi về cái ý nghĩa của Phật Đản đối với cha mẹ trước khi mà các em đến chùa, thì cái ý nghĩa trọng đại khi mà Đức Phật đản sinh ra đời đó, nó có như thế nào thưa thầy? Như chúng ta biết đó, Phật Đản tức là ngày đản sinh của Thái tử Siddhartha đã có mặt ở đây, ở thế gian này cách đây 2643 năm. Thì Thái tử Siddhartha đó là con của vua Tịnh Phạn, tức là một con người bằng xương, bằng da, bằng thịt. Thì Ngài có mặt ở thế gian này, và sau khi Ngài nhận thức được cái cảnh đời đau khổ, cái xã hội bất công, thì chính vì thế đó mà Ngài đã xin vua cha để từ bỏ cái việc kế thừa của ngôi vua, và Ngài đã đi vào trong rừng sâu để tu tập trong vòng 6 năm. Và sau 6 năm trải qua một chiều dài tầm sư học đạo tu tập như vậy, thì sau 49 ngày đêm Ngài ngồi tư duy thiền định ở dưới gốc cây, và Ngài chứng ngộ, và nhân loại tôn xưng Ngài là Phật, là bởi vì Ngài đã nhận biết và thấu triệt được tất cả mọi cái vạn sự vạn việc ở thế gian này. Và đặc biệt Ngài là một con người bằng xương, bằng da, bằng thịt như chúng ta mà thôi. Nhưng cái cuộc sống của Ngài, Ngài vượt ra tất cả mọi cái tham chấp của cuộc đời này. Và đó là cái kỷ nguyên mà Đức Phật, Ngài có mặt ở thế gian này. Và những cái gì mà Ngài dạy và để lại cho nhân loại thì rất là nhiều. Ở trong 80 năm Đức Phật, Ngài có mặt ở thế gian này vậy. Dạ, thầy có thể phân tích vì sao kể từ lúc mà Đức Phật đản sanh khi còn gọi là một đứa bé ở ngay vườn Lâm Tỳ Ni đó, mà Ngài đã trở thành một cái biểu tượng rất là quan trọng, mà khi người ta nhắc đến là khi mà Đức Phật đản sanh, Ngài đã bước trên những cái hoa sen 7 bước và một tay chỉ lên trời, một tay chỉ xuống đất, và nói rằng là thiên thượng thiên hạ vô ngã độc tôn. Và từ đó Phật đản trở thành một cái nét văn hóa của dân gian, đặc biệt là đối với những người theo đạo Phật. Dạ, vậy Đại Phật kính thưa chị cũng như là toàn thể quý đồng hương, quý Phật tử, thì trong sử sách chúng ta ghi lại đó, sau khi Đức Phật Ngài ra đời thì một tay chỉ lên trời, tay chỉ xuống đất, thì đó là trong cái việc về cái ý nghĩa nó như vậy. Và những người viết sử người ta nhân cách hóa nó lên. Nhưng mà khi về nói về Thầy đã từng nói đó, ví dụ như một Đức Phật ra đời Thầy phải đi qua tiến trình của 7 bước, nhưng mà một Thái tử Siddhartha đó ra đời đó thì giống như những đứa hài nhi khác mà thôi. Cho nên đó, cái ý nghĩa của 7 bước hoa sen, Đức Phật nói rằng thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, vô lượng sanh tử ư kim tận hỷ, thì một tay chỉ trời Ngài nói lên 3 cõi thiện, và Ngài chỉ xuống dưới đất Ngài nói về 3 cõi ác, tức là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trên nữa là người, chư thiên và Atula. Thì Đức Phật Ngài mới nói từ đây ta không còn ở trong sanh tử này nữa, tức là cái tình chấp của Ngài, cái ngã chấp của con người, cái bản chất của con người mà mình bị trôi lăn trong sanh tử luân hồi, thì nay ta không còn trong sanh tử nữa. Thì nếu mà một vị Phật ra đời đó thì phải đi qua tiến trình 7 bước và phải vượt qua hết tất cả những cái tham chấp, và đặc biệt là cái tình chấp của con người mình. Thì đối với Phật giáo đó là một sự kiện rất là quan trọng, và cái ý nghĩa nó rất là thâm thúy. Và muốn trở thành một vị Phật lịch sử thì, và trở thành một vị Phật có mặt ở cuộc đời này, thì
thì chúng ta cần phải đi qua 7 bước như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vậy. Kính thưa chị. Dạ vâng, kính thưa thầy, có thể nói rằng là kể từ lúc mà đắc đạo đó thì Đức Thế Tôn, có người gọi là Đức Cồ Đàm Gotama, thì ngài đã ban truyền cái giáo lý Phật giáo, và người ta trân trọng, người Phật tử trân trọng cái ngày Phật đản sanh là bởi vì người ta muốn được theo cái gót chân của ngài, theo cái gót chân tu học của ngài. Thành ra cái thầy có thấy rằng rõ ràng là mình phải công nhận rằng là đó là một cái nét văn hóa, rất là văn hóa, rất thực ở trong tôn giáo, đặc biệt là của đạo Phật, cho nên mình phải đề cao cái gọi là cái ý nghĩa của Phật đản sanh như thế. Dạ, kính thưa chị, thì sau khi Đức Phật này có mặt ở thế gian này đó, thì muôn vàn cái hạnh phúc đến với loài người, và đó là một cái bức thông điệp mà Đức Phật ngài đã mở ra một kỷ nguyên mới cho nhân loại. Và khi Đức Phật ngài có mặt ở thế gian này đó, thì cái đặc biệt là về cái tinh thần từ bi và hòa bình của Đức Phật. Như chị biết đó, thì cái xã hội bây giờ nó luôn luôn nó xung đột, nó bất an, con người giữa con người với con người, rồi giữa quốc gia với quốc gia luôn luôn, và chiến tranh nó không bao giờ nó chấm dứt hết á. Cho nên sự có mặt của Đức Phật cách đây hơn 26 thế kỷ và cho đến bây giờ, giáo lý của ngài luôn luôn đem lại cái tình thương cho loài người, và luôn luôn lúc nào ngài cũng dạy cho tất cả mọi người đều thực tập cái tinh thần từ bi bất bạo động, thì đó là cái nguồn an lạc nhất cho loài người. Cái an lạc ở đây đó, cái tình thương ở đây, tức là cái sự bình an đầu tiên ở trong tâm thức của mọi người, đó là cái điều mà tất cả ai trong chúng ta cũng cần phải thực tập. Mà khi mà chúng ta có sự bình an ở trong tâm thức của mình, có cái sự hạnh phúc ở trong tâm thức của mình, thì cái xã hội bên ngoài, cái thế giới bên ngoài nó sẽ bình an và hạnh phúc. Thì đó là những lời dạy mà Đức Phật ngài cống hiến cho nhân loại, và chúng ta là những người hữu duyên, những người tin theo Phật, thì chúng ta nên thực tập theo lời dạy của Đức Phật để mang lại hạnh phúc cho loài người. Dạ, xin cảm ơn thầy Thích Trì Trung đã nói về ý nghĩa của Phật đản sanh, cũng như là một ít những cái lời pháp thoại mà về Phật giáo. Kính thưa quý vị, chương trình Chào Washington với Thanh Trúc và với cái sự góp mặt của thầy Thích Trì Trung đến đây xin được tạm ngưng. Chúng tôi xin kính chào quý vị và xin hẹn với quý vị trong chương trình tới. Kính cảm ơn chị Thanh Trúc và kính chào tất cả quý vị. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, VATV sáng nay đến đây là chấm dứt. Nam Anh kính mời quý vị đón xem VATV thứ Bảy 27 tháng 4 2019 vào lúc 11 giờ giờ Hoa Thịnh Đốn. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến cho VATV xin email về vatvnews@gmail.com. Nam Anh xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Kính chúc quý vị có một cuối tuần an vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình.